Đen. Ai không nên ăn tỏi đen? Ăn tỏi đen như thế nào là đúng cách? Ăn tỏi đen đúng cách sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Vậy ai không nên ăn tỏi đen và ăn tỏi đen như thế nào là đúng cách? Cùng mẹo vặt cuộc sống tìm hiểu nhé. Ai không nên ăn tỏi đen? Tỏi đen là thành phẩm khi tỏi trắng trải qua quá trình lên men, chậm trong điều kiện nghiêm ngặt về nhiệt độ, 69 90 độ C và độ ẩm 80-90 độ, kéo dài từ 30-60 ngày nhờ đó hàm lượng các hoạt chất trong tỏi đen tăng lên rất nhiều lần so với tỏi trắng khi sử dụng tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có một số trường hợp không nên dùng tỏi đen như phụ nữ mang thai người có tạng nhiệt nóng sốt thì không nên dùng nhiều tỏi người dị ứng với tỏi nếu cố tình sử dụng có thể gây ngừa ngáy thậm chí tăng huyết áp người dùng thuốc chống đông máu không nên sử dụng nhiều người mắc bệnh tiêu chảy người bị huyết áp thấp Người mắc bệnh về mắt, một số người hay với cả những người phụ nữ sau khi đẻ, có nhiều chứng bệnh về mắt, tai, ù tai, chóng mặt và việc sử dụng tỏi đen trong trường hợp này sẽ gây cho thị lực và tổn thương mắt nặng hơn. Người mắc bệnh về thận, tỏi đen vẫn còn những vị hăng cay, chính vì thế mà điều trị về bệnh về thận không nên ăn, do sẽ gây những phản ứng với thuốc điều trị tạo ra những tác dụng không mong muốn. Người bị bệnh gan, đau dạ dày không nên sử dụng. Những cách ăn tỏi đen đúng và hiệu quả. 1. Ăn trực tiếp ăn trực từ 2 đến 3 tỏi đen mỗi ngày, người già thì nên sử dụng 1, 2 củ tỏi để tỏi phát huy được tối đa khả năng, công dụng của tỏi. Khi sử dụng tỏi đen, bạn nên ăn riêng để tránh tình tránh tỏi phản ứng với gia vị khác, tạo ra những tác dụng phụ không mong muốn. 2. Tỏi đen ngâm rượu Tốt nhất là bạn nên ngấm với rượu nếp nguyên chất không có cồn, uống mỗi ngày ít nhất một lần, mỗi lần 50ml. 3. Ngâm với mật ong Tỏi đen khi kết hợp được với mật ong, tác dụng rất mạnh trong các điều trị chứng bệnh, đặc biệt là ở trẻ em có những bệnh khi được thay đổi bởi thời tiết. 4. Ép lấy nước. Bạn có thể sử dụng bộ lọc cà phê trong bếp và nén chặt lại để loại bỏ bã tỏi đen hoặc dùng máy xay sinh tố, máy ép trái cây làm nước uống và dùng bất cứ lúc nào trong ngày. 5. Nấu ăn. Các chuyên gia khuyên dùng thường xuyên, đều đặn khoảng 3-4 củ mỗi ngày. Bạn có thể vào bếp và dùng tỏi đen làm nước sốt, bánh hoặc thịt kho tàu với tỏi đen, tùy vào điều kiện và sở thích mỗi người trên đây là thông tin về cách dùng tỏi đen đúng cách mà mẹo vặt cuộc sống chia sẻ đến bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ hẹn gặp lại ở các video sau mến chào tạm biệt